bên hòn miền mưa tỏi như búa giữa sư quầy thì tôi nghĩ chụp giấc thiền hàng giật trị lụa triệp kia hủy chụp giấc gian thì nhầm nái tâm bên lẳng xa ba huyệt lào cai sen thì nam cuộn y hiếm như đồng hiêu co như tôi mình xài sửa ruổi nhân mạng thải giao chẳng thái tẩy nhầm chẳng nghe nhị hà chụp lụa thật chụp bếp nòng yêu miền như tầm nghị sẽ kinh hô chữa của người vui giữa chung miền muộn tại thảo nay khắp chân cuồng tỏi hăng nại no như chỉ kinh hải đồng hiêu tôi tu thảo mày vua tôi cuồng mày vui giữa chung nay chỉ kinh chiên chờ hộ lồng chìa của mày vui giữa chung tại thảo nay cuồng tỏi ồ hăng nại no mày muốn tôi lộc khu như xài xịa ruộng nhân năm bơ chụp lụa ồ mày muốn tôi lộc khu yêu ồ mày vui giữa chung khắp chân hiêu quân tẩy quân hiếu thảo yêu ồ lẻn trình chăm nhé. Xin chào tất cả mọi người, tên tôi là Xíu Quầy, tôi đến từ Sapa, Việt Nam. Tôi rất vinh dự, năm nay tôi được thay mặt cho nhóm cộng đồng yêu miền Giao Việt Nam tham dự Người Đẹp tại Hội nghị Quốc tế yêu miền trên toàn thế giới tại Thái Lan. Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt để cộng đồng yêu miền trên toàn thế giới phát huy, bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa của chúng ta. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng chúng ta kết nối lại để lan tỏa đến thế giới trẻ hiểu biết về giá trị văn hóa của chúng ta hơn. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ cổ vũ của các bạn trên toàn thế giới. Số báo danh của tôi là 16. Xin trân trọng cảm ơn. Hello everyone, my name is Xiu Wei. I'm from Chafin Village, Sapa District, Lao Cai Province in Vietnam. I am very happy to join the participate with the beauty parent in Thailand from 16 and 18 February 2024 attend. Sao People Vegetable World in Thailand. This is a very good opportunity for me to interact and learn about the unique custom and tradition of Sao People. Thank you.